chỉ còn hơn 2 tháng nữa, sang mùa xuân năm sau là đại gia đình Cố nhà Ngô Văn Như Cương sẽ đón chào thêm 2 thành viên nhí nữa. Đó là cặp song sinh của cô Văn Thùy Dương, con gái út thầy Cương, hiện đang là hiệu phó trường phổ thông dân lập Lương Thế Vinh, Hà Nội. Từ sau khi tái hôn, cô Văn Thùy Dương ngày càng bí mật tiến trong chuyện đời tư, nên khi cô mang bầu cặp sinh đôi, không ai hay biết gì, cho đến khi cô vô tình tiết lộ trong những ta tớt nhỏ hoặc bình luận chia sẻ với anh em người thân trên trang cá nhân. Rất nhiều lời chúc gửi tặng đến bà mẹ U50, tuy nhiên, cũng có người khám phá muốn biết việc làm mẹ lần thứ ba ở tuổi xế chiều ra sao. Nhiều người ân cần đến cô Văn Thùy khi biết tin cô mang thai 2 bé trai song sinh. Trước những lời hỏi thăm khiếm nhã, nhạy cảm về chuyện mẹ mang bầu thì Đặng Tiểu Tô Sa, con gái cô Văn Thùy Dương, đã công bố công khai quan điểm, trả lời rất sắc sảo rằng gia đình mình hoàn toàn phấn khích khi biết sắp sửa có thêm 2 thành viên thế hệ, riêng Tô Sa thì hạnh phúc vô cùng, chẳng thấy có vấn đề gì khi có em ở tuổi 21. Nguyên văn những lời chia sẻ khỏe mạnh của Tô Sa trên trang cá nhân thế hệ đây là: suốt cuộc đời này, nhìn thấy mẹ lận đận, vất vả vì mẹ là người rất cảm xúc, yêu là yêu, ghét là ghét. Nhưng có một điều nhận ra là mẹ rất hạnh phúc trộm vía vì mẹ được sống thật. Có một người đàn bà nổi tiếng mà mình từng gặp khi đi cùng mẹ đã hỏi mình rằng con có xấu hổ khi mẹ có thêm em bé không? Và thật sự lúc ấy mình còn không hiểu nổi tại sao lại có thể nghĩ đến việc xấu hổ khi nghe một tin vui. Nhưng xét cho cùng, đây là cuộc sống, nhất là trong thời mà người ta tự cho mình cái quyền đánh lạnh hành động của người khác, hay hơn thế nữa là công kích nếu người ta không thích. Thì việc sống phải nhìn trước ngó sau là chuyện bình thường. Huống chi là khi đó là về những người đàn bà có địa vị. Tô Sa tỏ ra không vui khi người khác hỏi một điều nhạy cảm về mẹ. Thế là mình trả lời cô rằng, bọn con chưa bao giờ thấy xấu hổ, chỉ lo mẹ con có bầu ở tuổi này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thôi à. Em quả thật là một người phụ nữ hạnh phúc. Câu ấy là dành cho mẹ mình, và mình nghĩ đây là lời khen mà người đàn bà sẽ thích nhất. Và có lẽ một nửa đời người, mẹ đã đúc kết lại được rằng đến cuối cùng, hạnh phúc thế hệ là điều mà người đàn bà tìm kiếm. Nên từ trước đến nay, mẹ mình chưa bao giờ ngăn cấm chuyện tình cảm, mẹ chỉ cần biết chắc, mình trao gửi yêu yêu đương cho đúng người và mình thật sự biết lãnh trị của tình cảm mình trao đi, vậy là được. Lời cảm ơn đầy xúc động của cô Dương khi đọc ta tớt của con gái. Biết chuyện con gái công bố để bảo vệ mẹ, cô Văn Thùy Dương đã vô cùng xúc động, cảm ơn Tô Sa và không kinh bày tỏ tình cảm yêu yêu đương với con. Mặc dù mang bầu ở tuổi 47 cũng có nhiều mệt mỏi, đôi khi lo ngại nữa, nhưng quả thực ai cũng nhận ra một điều là cô Văn Thùy Dương vẫn luôn phấn khích, lạc quan, thậm chí an nhiên chờ đến ngày lâm bồn vì có ông làng tâm lý ở bên, con cháu đều ân cần chiều chuộng, đi du lịch xa vẫn không quên mua đồ ăn thức nóng tẩm bổ cho cô.